Mến chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn những cái loại bông trang rất là đẹp đang hot trên thị trường hiện nay nha. Thì em mới vừa quay là cây bông trang Phụng Hoàng Cam, cái màu rất là đẹp, ảnh hai màu, màu vàng rồi màu đỏ đỏ xung quanh hai màu, cánh hoa rất là đẹp, cánh tròn quay ha. Cái nụ lúc mà ảnh lên nụ cũng rất đẹp nha. Thì cây này là một cốt, rồi tiếp theo là cây này là trang vàng, vàng sọc dạng như mỹ vàng á, mỹ vàng nghệ á, mà ảnh lên sọc la rai vậy á. Cái này cũng cây một cốt nha. Cây này là dạng cây trung rồi, tầm trung rồi, không lớn cũng không nhỏ, vừa vừa chơi mua về là bỏ vô chậu chơi được liền luôn. Ảnh hơi hơi sọc á, hơi sọc đỏ sọc cam, nhìn cũng rất là có duyên. Anh này là dòng mỹ vàng nha cô chú anh chị, mỹ vàng mà ảnh lên sọc hơi hơi vậy đó. Rồi cô chú ngắm ha, tiếp theo á là cây hồng cánh kép. Hồng cánh kép cái lá nhọn nhọn bầu bầu, cái cánh thì ảnh chồng lên nhau cho nên gọi là cánh kép. Màu hồng này rất là nhẹ nhàng. Đây là cái nụ bông màu hồng cánh kép, nhìn nhìn giống 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 bông sen, hơi hơi giống bông sen, cái cánh ảnh chồng lên nhau. Hồng cánh kép này cây con cũng có mà cây tầm trung này cũng có nha cô chú. Tiếp theo là cây vàng cánh kép. Lúc nãy là hồng cánh kép, còn anh này là vàng cánh kép nha cô chú anh chị. Vàng cánh kép cũng giống như vậy luôn, cái cánh ảnh chồng lên nhau cho nên gọi là vàng cánh kép. Vàng này hơi nhạt nhạt nha, chứ không phải vàng tươi, vàng nghệ. Tiếp theo là anh này là bông trang Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa cây nhỏ, cây này tầm 15 cm rồi của chú anh chị, cây nhỏ nhỏ, cây giống. Còn anh này là hường, màu hường, cam hường đó, màu cam hường mà dạng mỹ hường đó. Rồi tiếp theo là mỹ vàng, cái này là mỹ vàng chanh nha cô chú anh chị, mỹ vàng chanh màu vàng tươi. Mỹ vàng này là cây giống cũng đang rất là hot trên thị trường hiện nay đó. Em có nguyên một vườn cây giống luôn.